Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình review giới thiệu sản phẩm tại dodobank.com.vn. Thì hôm nay dodobank.com.vn xin giới thiệu với các bạn một mẫu ống mới. Mẫu ống Nike xanh biển trắng chấm bi. Đây là chi tiết mẫu áo Nike xanh biển trắng chấm bi. Thì phần trên của áo đó là màu xanh biển, sau đó sẽ được in chuyển sang màu trắng đó. Kết hợp với những chấm bi màu xanh. Đây là đơn hàng mình làm cho công ty Yến Xào Khánh Hòa. Đây là logo của công ty Yến Xào Khánh Hòa. Đó, các bạn có thể theo dõi chi tiết màu áo. Nếu các bạn yêu thích mẫu áo này, các bạn có thể vào truy cập vào website dodobank.com.vn, vào phần danh mục chọn mẫu áo không logo, mẫu áo không logo, để có thể theo dõi chi tiết hơn mẫu áo này. Rồi, cảm ơn tất cả bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau.